Trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt vào của tuần này trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ Mỗi tuần thì chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt chủ yếu là liên quan tới thời sự nhưng liên quan tới những vấn đề mà mạng xã hội quan tâm hoặc là liên quan tới vấn đề quá khứ lịch sử. Tuy nhiên trong tuần này thì Phong lại nhấn mạnh tới một vấn đề mà Cộng sản Việt Nam đang tìm cách tăng giá và những người được gọi là xuất khẩu lao động đã phải đối diện với cái tiền mà gọi là tăng bởi các cái công ty chuyên gia môi giới xuất khẩu lao động khi mà cộng sản tăng cái tiền lên tới 2 tỷ đồng trong cái bon của các công ty này đã à, đóng vào cái quỹ gọi là bảo đảm cho những người lao động quý vị và trong cái lúc mà cộng đồng quốc tế đã bắt đầu từ từ mở cửa trở lại thì thị trường xuất khẩu lao động của cộng sản việt nam đã bắt đầu ráo riết hoạt động trở lại và trong đó tôi tôi vẫn gọi ở bên việt nam thì các bạn gọi là thị trường xuất khẩu lao động còn tôi ở bên đây thì tôi gọi đó là thị trường xuất khẩu nô lệ thì đúng hơn à, tùy theo cái cách gọi của mọi người tuy nhiên thì ở đây tôi sẽ cho quý vị thấy rõ ràng là đang có những cái uh, sự uh, biệt gọi là thay đổi và trong đó sẽ có nhiều quốc gia Á châu nhận người lao động Việt Nam nhiều hơn so với Đông Âu và số tiền bây giờ đã lên cao ngất ngưỡng rồi quý vị. Ok quý vị, trước đây Phong đã làm một hai cái livestream liên quan tới cái tình trạng gọi là xuất khẩu lao động ở Việt Nam và trong đó tôi đã tập trung rất nhiều vào cái thị trường xuất khẩu lao động ở Đông Âu. Tuy nhiên, sau cái biến cố của 39 người bị thiệt mạng tại Anh thì Cộng sản Việt Nam và cái bộ chính trị đã bắt đầu soi đèn vào công việc của bộ ngoại giao trong vấn đề mà gọi là xuất khẩu lao động người Việt qua Đông Âu, đặc biệt là các quốc gia ở Ukraine, ở Slovenia, ở Ba Lan, ở Cộng hòa Tiệp, ở Hungary và kể cả các quốc gia nằm trong vùng biển Baltic, trong đó có cả luôn cả Serbia ở trong vùng được xem là một trong những quốc gia mà đang có nguồn đầu tư của Trung Quốc và mướn nhân công từ Việt Nam qua. Thì quý vị tình trạng công nhân Việt Nam đi làm việc tại Đông Âu thì đã bị phanh phui rất nhiều bởi những cái trò cấu kết giữa những quan chức Bộ Ngoại giao với thành phần băng đảng mafia tại Đông Âu. Thì việc này bây giờ đã bị dậm chân tại chỗ, bị soi đèn và bị không những là bị phía Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam soi đèn mà kể cả họ đang bị điều tra ở, bài, ở bởi cái lực lượng cảnh sát quốc tế ở tại Pháp khi mà họ thấy được cái tình trạng mà những cái uh, tình trạng mà di dân uh, vượt biên qua anh khá nhiều và gây ra những cái thảm trạng trong thời gian gần đây quý vị do đó ngay tại việt nam bây giờ thì thị trường xuất khẩu lao động qua đông âu đã bị dậm chân tại chỗ không có tiến triển và cũng có nhiều người dân đã bắt đầu uh, uh, tìm cách gọi là không đi đông âu nữa thì thị trường xuất khẩu lao động qua á châu lại tăng lên và trong cái bản báo cáo mới nhất riêng tính cho tới 9 tháng của năm 2021 Trong đó là đang lúc mà có bệnh dịch Thì Cộng sản Việt Nam cũng thành công xuất khẩu gần 43.000 công nhân qua các quốc gia Đa số chủ lực là tại Á Châu Nhiều nhất là vẫn là Đài Loan Rồi tới Nhật Bản là khoảng mỗi một cái nơi như vậy thì khoảng chừng 20.000 người Trong khi đó thì ở... Nam Hàn thì bảo thủ hơn, Nam Hàn nhận người rất là khó khăn trên khoảng 1.500 người đã được nhận đơn, ở những nơi khác thì vài trăm. Tuy nhiên thì à, năm 2022 thì trong lúc mà kinh tế Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức, Cộng sản Việt Nam không có một cái giải pháp để thoát khỏi cái cơn suy thoái kinh tế thì cái mặt hàng chủ yếu để xuất khẩu ra nước ngoài vẫn là lực lượng lao động, nhưng lần này không xuất khẩu qua Đông Âu nhiều mà chủ yếu là cộng sản việt nam và bộ ngoại giao đang bàn với lại phía các bộ ngoại giao của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực á châu trong đó đầu tiên hết là nhật bản thứ hai là của đài loan và phía đài loan thì tại vì trong thời gian gần đây nền kinh tế của họ được xem là mức gdp cao nhất liên tục trong vòng mấy năm qua và họ rất cần rất nhiều những công nhân ở nước ngoài đặc biệt là từ việt nam từ thái lan và từ philippines và Indonesia bốn quốc gia này luôn có cái lực lượng công nhân khá đông tại Đài Loan. Các công xưởng tại Đài Loan đã bắt đầu mở rộng cái việc mà sản xuất ở tại Đài Loan. Tại vì các công xưởng này đa số là những công xưởng về thiết bị điện tử và họ không muốn mở ở những cái quốc gia khác bởi vì có cái hợp đồng với chính phủ Mỹ. Do đó thì Đài Loan đang mở rộng và có thể sẽ nhập cảng nhiều hơn lực lượng công nhân từ Việt Nam Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã bắt đầu có cái chiến lược tách rời khỏi Trung Quốc. Tức là họ không nhận những công nhân từ Trung Quốc nữa. Họ giới hạn và họ chuyển hướng sang mướn một số công nhân quả châu và cái lượng lao động ở Việt Nam cũng được tăng theo cô ta. Và bây giờ quý vị, các cái hồ sơ xin lao động ở Nhật Bản và ở Nam Hàn là hai nơi được trả lương cao nhất. Đài Loan là đứng hàng thứ ba. Nhưng mà quý vị, đơn xin lao động ở những nơi này bây giờ bắt đầu đầy nghẹt và các cái công ty tại Việt Nam chuyên môn môi giới giới thiệu xuất khẩu lao động ra nước ngoài đã bắt đầu tăng giá rồi quý vị và cộng sản Việt Nam cũng lợi dụng tình hình tăng giá luôn đối với những công ty này tức là buộc các công ty này đóng cái số tiền gọi là cái số tiền tôi gọi là cái số tiền nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là bond tức là số tiền bảo chứng mình dịch ra mình có tạm gọi là bảo chứng đi cao hơn có những công ty phải đóng lên tới cả chục tỷ đồng có những công ty tối thiểu là phải đặt đóng từ 2 tỷ đồng để làm bảo chứng bảo bạ bảo đảm là họ có là cái công ty gọi là đàng hoàng Tuy nhiên giống như tôi nói quý vị đa số những công ty môi giới xuất khẩu lao động ở Việt Nam bề ngoài là những công ty đàng hoàng nhưng thật ra ở ngoài Bắc thì đều điều hành bởi những lực lượng băng đảng và trước đây thì họ liên kết với đám băng đảng của Đông Âu ở các cái khu vực Á Châu thì đám băng đảng này không có control được, do đó họ ít làm ở ngoài Bắc à, dành cho những cái hồ sơ đi xuất khẩu Á Châu, họ làm nhiều nhất là ở Đông Âu. Nhưng nay thì tình trạng Đông Âu đã bị đóng băng, tức là bây giờ thì Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam nhất là những nhân vật ở trong cái tòa lãnh sự và đại sứ quán đang phải à, gọi là thu mình lại để tránh bị điều tra, bởi vì đang có hai cái hướng điều tra, cái hướng điều tra từ phía à, bên Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam và thứ hai là hướng điều tra của cảnh sát quốc tế nhắm vào các thành phần băng đảng Á châu ở tại khu vực Đông Âu mà trong đó dân băng đảng gốc Việt được nêu danh đầu hết trong cái tình trạng buôn người tại Âu châu. Thì quý vị, thật ra nói là xuất khẩu lao động nhưng đây chỉ là hình thức buôn bán nô lệ hợp pháp mà cộng sản Việt Nam nhân danh làm quốc gia đang phát triển cần phải có gửi công nhân ra nước ngoài làm việc. Và tình trạng này nó đã diễn ra nhiều năm nay và với cái sự gọi là chăm trước và không có khắc khe của liên hiệp quốc khiến cho cái tình trạng buôn người này bây giờ ở Việt Nam đã bắt đầu có giá hơn và năm 2022 à, những cái người mà chi phí cho việc mà thân nhân của mình đi lao động ở nước ngoài đó, gọi là đi làm việc ở nước ngoài đó quý vị, chi phí tăng cao hơn. Thay vì lúc trước một hồ sơ thì ta nó có giá mức giá gọi là dao động theo ngôn ngữ Việt Nam là từ 4.500 5.000 cho tới 7.000-8.000 Mỹ Kim. Thì quý vị, sau đại dịch này, cái nhu cầu mà người dân ở Việt Nam kiếm công ra việc làm, phải tìm cách đi làm việc ở nước ngoài lại cao hơn. Con số này có thể từ 6.000 cho tới 12.000 Mỹ Kim, riêng trong năm 2022. Và mới có sau Tết được mấy ngày thôi, thì bây giờ rụt trịch là các văn phòng này mở cửa lại. Và quý vị, người ta nộp đơn sắp hàng khủng khiếp tình hình này cho thấy rõ ràng là người dân cũng nhận thấy được ở cái tình hình kinh tế ở trong Việt Nam rất khó khăn và chưa chắc gì họ kiếm được việc làm nhưng mà để có được số tiền 6.000 Mỹ Kim cho tới 12.000 Mỹ Kim họ đào đâu ra số tiền này đa số là đi vay nợ lãi cao thế chấp tài sản để cho thân nhân của mình có được cái vé đi ra lao động nước ngoài để có cơ hội và gọi là trả nợ và thoát nghèo đây là một trong những cái xu thế đặc biệt là quý vị thời gian gần đây các tỉnh miền tây đã bắt đầu mọc lên những cái công ty chiêu mộ người làm việc ở Đài Loan ở Nhật Bản ở Nam Hàn ở Singapore Singapore thì rất là ít Singapore nhận chưa tới một ngàn người nữa nhưng mà những cái quốc gia có cái mức sản xuất công nghiệp như là Nam Hàn Nhật Bản Đài Loan thì là họ cần nhiều công nhân nước ngoài trong đó thì à, sau khi mà có cái biến cố xảy ra 39 người chết tại Anh. Các quốc gia này thì họ mở rộng cho Indonesia nhiều hơn và Philippines nhiều hơn so với Việt Nam. Bởi vì họ rất nghi ngờ những công ty môi giới trong Việt Nam là những thành phần băng đảng và có thể là tại vì cái đường dây mong manh giữa cái xuất khẩu lao động và buôn người đó quý vị, nó là một cái đường dây rất mong manh mà trong đó đám quan chức bộ ngoại giao là những kẻ cấp cái giấy xuất cảnh tức là à, cái bộ gì à, ở trong đó gọi là à, bộ ngoại thương đó quý vị cấp giấy xuất cảnh bộ ngoại thương đó thì nó có nhiều cái vấn đề tiêu cực tham nhũng và lạm quyền ở trong đó mà các quốc gia ở bên ngoài chi phối không được bởi vì nó nằm dưới quyền của cộng sản ở trong nước và các công ty này thì lại chia chác với các viên chức cán bộ đảng viên ở trong cái à, sở ngoại thương để có được một tấm vé được giấy uh, cap, uh, xuất cảnh để đi lao động thì quý vị toàn bộ chi phí này sẽ tăng cao so với mức lương của họ ở những quốc gia này thì tôi nói thật với quý vị là nếu mà chi phí cho ăn ở thì họ dư lại không được bao nhiêu để gửi về trả nợ đâu quý vị nhưng ít nhất họ có một cái việc làm vững chắc ở những quốc gia này trong một giai đoạn ít nhất là ba năm so với lại cái tình trạng mà ở việt nam bây giờ là gần như là bây giờ à, nhiều người đã bắt đầu quay trở lại à, những cái à, tỉnh thành mà có nhiều việc làm để tìm kiếm việc làm mặc dù rằng là tết chưa chấm dứt nhưng mà tình trạng mà người dân đã quay về sớm từ ở bình dương từ ở đồng nai từ ở sài gòn thì bắt đầu là những người đã bắt đầu trên đường về trở lại nhưng mà kỳ này quý vị, họ về trở lại thì họ phải đối diện với một cái rất là nghiệt ngã là tình trạng lao động ở trong nước đã không nhiều nữa. Và thứ hai là mức chi phí cao hơn bình thường. Lúc trước họ về quê thì cứ về quê tự tính. Bây giờ quay trở lại, tiền thuê nhà, tiền thuê chỗ ở, nhà trọ mắc hơn bình thường. Rồi chi phí giá xăng tăng, giá lương thực tăng, tất cả mọi thứ tăng. Cho nên đó, lao động ở trong Việt Nam bây giờ đó, là coi như là không đủ làm đầu này thiếu đầu kia không đủ để chi phí chưa kể là cái nợ họ mượn trước khi trước tết về ăn tết bây giờ quay trở lại phải đối diện với tiền lời rất là cao tình hình này đang diễn ra tại việt nam do đó cái tình trạng mà xuất khẩu lao động là họ nghĩ đây là cái cửa thoát của họ trong lúc đài loan nhật bản đang mở rộng cái thị trường này thì phía các cái công ty môi giới ở việt nam đã bắt đầu tìm đủ mọi cách để mà chiêu dụ người đi xuất khẩu lao động và quý vị bây giờ chơi cái tình trạng gọi là biết giá tức là bây giờ chơi tình trạng đấu thầu tức là ví dụ có 10 cái vé đi Nhật Bản thì những ai mà nộp tiền nhiều nhất cho cái đám gọi là cò mồi này thì sẽ được tranh thủ được tấm vé đi Nhật Bản đại khái như vậy tức là bây giờ đang có tình trạng gọi là trả giá cao hơn và chi tiền nhiều hơn để có được tấm vé xuất khẩu lao động nước ngoài. Gọi là xuất khẩu lao động, nhưng mà giống như tôi nói, tình trạng ở Việt Nam kinh tế bây giờ bết bát, Cộng sản Việt Nam chỉ còn có xuất khẩu lao động là cái nguồn thu chính. Bởi vì xuất khẩu lao động nó phải đi ngang những cái bộ ban ngành của Cộng sản Việt Nam, trong đó đầu tiên hết là bộ lao động. Bộ lao động phải bà phải bà, phải duyệt xét cái hồ sơ này, rồi sau đó là cái công ty môi giới này phải làm việc với bộ lao động rồi kế, kế tiếp là sở ngoại thương và cuối cùng mới là đối tác ở nước ngoài để mà điều giá trả lương cho công nhân thì những kẻ này bây giờ quý vị họ không quan tâm tới cái tiền lương được trả cao hay thấp ở những xứ sở kia tại vì những xứ sở kia họ trả theo cái mức lương tối thiểu theo quy định của họ thì những kẻ này quý vị bắt đầu đẩy mạnh và gần như là bây giờ là cái thị trường xuất khẩu lao động đang trở thành một cái thị trường gọi là béo bở ở Việt Nam trong cái giai đoạn sau đại dịch bởi vì ở Việt Nam không còn nhiều việc làm và gần như cái thị trường việc làm ở Việt Nam bây giờ đang chết đứng bởi vì nhiều công xưởng đóng cửa sau cái thời gian đại dịch họ không còn đủ sức để gồng gánh thứ hai nhiều công xưởng vì cái luật áp đặt của Hoa Kỳ trong vấn đề các cái nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc họ phải đóng cửa dời qua những quốc gia khác và thứ ba đó là cái tình trạng mà sách nhiễu hành chánh ở trong cái môi trường làm ăn ở Việt Nam cũng đã khiến cho nhiều công ty phải bỏ cuộc và họ không muốn mở công xưởng ở Việt Nam. Chính những điều này dẫn tới tình trạng mà sau tết thì tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam tăng cao hơn và thất nghiệp càng cao thì cái thị trường xuất khẩu lao động lại càng hot. Có thể số tiền mà quý vị phải chi phí cho một cái vé xuất khẩu lao động trong thời gian tới không những là chỉ có từ 6.000 tới 12.000 đồng mà có thể lên tới cả 20.000 Mỹ Kim để có được một cái tấm vé đi xuất khẩu lao động với mức lương là khoảng 1.000 đô la một tháng phải chi ra 20.000 Mỹ Kim ở là tại vì làm ở Singapore hay là làm ở Singapore thì không nhiều nhưng mà ở Nhật ở đại ở Nam Hàn hay là ở Đài Loan thì cái mức mà mình cho là cái mức lương đi là nó nó dao động từ 800 Mỹ Kim cho tới 1.200 Mỹ Kim đó là cái mức mà trung bình lương của một công nhân ở tại Việt Nam và làm việc. Đương nhiên số lương này chỉ là cái số lương toàn diện. Chưa trừ thuế, chưa trừ chi phí ăn uống, chưa trừ tất cả những thứ khác. Thì quý vị, đây chính là một cái thị trường mà ở trong Việt Nam bây giờ bắt đầu, đặc biệt là nước Nhật. Nước Nhật thì bây giờ bởi vì cái nhu cầu sản xuất công nghiệp của họ và sắp xưởng có thêm một số công xưởng được mở ra. Cho nên Nhật đã offer các cái quốc gia ở Á Châu trong hai cái chiến lược. Thứ nhất là đáp ứng được cái nguồn nhân công lương thấp ở nước ngoài vào nước Nhật tại vì người Nhật lương thấp họ không làm. Đời sống Nhật cao lương thấp họ không làm cho nên chủ lực là những công nhân ở nước ngoài từ Indonesia, từ Philippines, từ Thái Lan và từ Việt Nam. Thì quý vị lương công nhân ở Việt Nam được trả thấp nhưng mà cái mức thấp thì nói là thấp nhưng cũng là mức tối thiểu theo cái quy định của nước Nhật. Thì quý vị bây giờ thì họ đã được offer rất là nhiều. Do đó thì những quốc gia như Nhật hay là Đài Loan họ cần nhiều công nhân nước ngoài. Nhưng để tránh tình trạng bị lôi vào trong cái đường dây buôn người thì các quốc gia mà có một cái nền dân chủ và có sự giám sát chặt chẽ của hệ thống tòa án độc lập thì nước Nhật ưu tiên hơn. Đó là Indonesia và Thái Lan, kể cả Philippines. Ba quốc gia này có cái lượng nhân công được xem là nhập cản vào trong nước Nhật khá đông. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia đã được nước Nhật chiêu đãi và số lượng quota công nhân Ấn Độ vào Nhật nhiều hơn. Trong khi đó, ở Việt Nam, tình trạng một đảng cai trị đã cản trở rất là nhiều bởi vì ở đây không có một nền tư pháp độc lập để bảo vệ cho quyền lợi của người công nhân. Chính vì vậy mà mặc dù có tăng cái số lượng quota cho Việt Nam nhưng số lượng tăng không bằng các quốc gia khác. Do đó, cái vé đi nước Nhật vẫn là cái vé cao nhất ở từ miền Bắc tới miền Nam Việt Nam. Ai mà muốn có cái vé đi xuất khẩu lao động bên Nhật thì phải trả một cái giá rất đắt. Và tình trạng này ở ngoài Bắc bây giờ bắt đầu chơi cái trò gọi là đổi giá quý vị. Tức là thay vì cái chi phí bình thường là 6.000 cho tới 10.000 Mỹ Kim cho một tấm vé đi Nhật. Tức là một tấm vé đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Thì bây giờ con số này có thể lên tới 15-20 ngàn. Đây chỉ là mới giai đoạn trước mắt thôi. Còn giai đoạn sắp tới thì còn chưa biết nó còn độ giá cỡ nào. Trong miền Nam thì họ đa số họ ít đi Nhật Họ đi bên phía của Đài Loan nhiều à, Đa số là đi bên Đài Loan nhiều Ở trong miền Nam Thì quý vị ở Đài Loan bây giờ Được xem là có rất nhiều mở ra rất nhiều cho giới lao động Và điều đặc biệt là phía Đài Loan Họ có nhiều công xưởng ở Bình Dương Thì bây giờ quý vị họ chọn lọc một số những cái công nhân ở Bình Dương để đưa qua công xưởng bên Đài Loan làm việc Thay vì họ phải đi ngang các công ty môi giới thì đây chính là cái cách của Đài Loan để tránh tình trạng mà các công nhân họ bị bóc lột bởi chính những công ty môi giới và kể cả cái bộ lao động của Cộng sản Việt Nam. Quý vị, tình trạng này đã dẫn tới một cái hậu quả. Cái hậu quả là bây giờ dân Việt Nam lại có xu hướng muốn ra nước ngoài làm việc nhiều hơn. Bởi vì tình trạng kinh tế trong Việt Nam càng lúc càng bết bát. Cho tới giờ phút này thì quý vị thấy đó, trong tuần này tôi có đưa cái tin là ngay cả Phó Chủ tịch cái gọi là Quỹ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ông gì tên là Võ Văn hoàng phải không Đã lên tiếng năng nỉ Việt Kiều Là đóng góp sáng kiến và tài Chánh để à, à, phục hồi sau đại dịch Có nghĩa là sau đại dịch này Thì không những là người dân quý vị khó khăn Cái nguồn máy cai trị đó Cũng đã dần dần mất đi những cái nguồn thu từ tiền thuế và sự thiếu hụt này nó sẽ dẫn tới tình trạng gọi là tham nhũng lan tràn. Bởi vì những kẻ cai trị không đủ cái uh, nguồn là uh, cái nguồn gọi là kho bạc của, của, của quốc gia để mà trả lương cho tất cả những nhân viên biên chế. Do đó, bây giờ cần các nguồn thu phải năng nỉ tới Việt kiều đóng góp, nó là năng nỉ Việt kiều. Thật sự quý vị, giống như tôi nói là người Việt ở hải ngoại đã dần dần xa lánh cái à, môi trường Việt Nam. Dù họ còn thân nhân ở bên đó, có gửi tiền về không phải là mỗi tháng nữa. Ngày xưa thì họ gọi mỗi tháng nuôi thân nhân. Nhưng bây giờ họ nhìn ra được thân nhân dựa vào đồng tiền của họ không chịu đi làm ăn. Do đó, người Việt hải ngoại dần dần xa lánh rồi. Thì cái nguồn tiền mà được gửi về cho Việt Nam bây giờ đa số là nguồn tiền của lực lượng xuất khẩu lao động. Họ gửi về cho thân nhân, họ gửi về trả nợ vân vân và vân, vân vân thì số tiền này không nhiều lắm so với cái số tiền của người Việt hải ngoại mỗi một năm gửi về cho thân nhân của họ nhiều hơn lắm nhiều hơn mười mấy tỷ lắm quý vị còn bây giờ nó xuống còn có 7 tỷ thôi là quý vị biết là cái số lượng đa số là những công nhân xuất khẩu lao động thì quý vị nghĩ đi năm 2021 sơ sơ đại dịch bùng nổ giới hạn khắp nơi mà họ thành công xuất khẩu tới 45.000 người thì trung bình một năm như vậy là Việt Nam xuất khẩu vài trăm ngàn xuất khẩu lao động là một chuyện bình thường. Và vài trăm ngàn xuất khẩu lao động này mỗi một tháng họ gửi tiền về cho thân nhân. Quý vị cộng số tiền này lên thì nó ra mấy tỷ là đúng. Mấy tỷ Mỹ Kim là đúng. Mỗi một năm. Nhưng bây giờ nó chỉ đóng khung ở khúc này thôi. Còn người Việt hải ngoại là bây giờ chỉ có trường hợp cấp thiết lắm. Họ mới gửi tiền về nuôi cho thân nhân, hỗ trợ cho thân nhân. Còn không có cái kiểu mà gọi là tài trợ hàng tháng nữa quý vị. Đây chính là cái hình ảnh cho thấy cái thị trường lao động ở Việt Nam bây giờ dư thừa và sẽ không biết sẽ xảy ra tình trạng gì. Xuất khẩu lao động thì giới hạn. Giới hạn tức là những ai trả giá cao, mượn được nhiều tiền để mà mua được cái tấm vé xuất khẩu lao động đi thì tốt. Nhưng mà cái lực lượng xuất khẩu lao động đó quý vị thấy toàn đất nước bây giờ trong năm 2021, 45.000 người, gần 45.000 người được xuất khẩu lao động. Thì quý vị nghĩ năm 2022 Tôi cứ cho rằng con số này lên tới 100.000 ngàn đi. 100.000 ngàn đi. Thì cái lực lượng lao động ở Việt Nam bây giờ đó quý vị, tới vài chục triệu dân lận. Mà vài chục uh, triệu dân này á lại không có việc làm ở trong nước. Mỗi một cái hãng ví dụ như là Samsung ở Thái Nguyên được mấy người, được khoảng chừng 4-5.000, 4-5.000 công nhân. So với cái thị trường lao động ở Việt Nam mấy chục triệu người thì quý vị thấy tình hình giành giật việc làm ở Việt Nam là chuyện khó tránh khỏi. Giành giật tấm vé đi xuất khẩu lao động là chuyện khó tránh khỏi. Ngược lại là nó cho thấy cái nền kinh tế ảm đạm. Không nói tới cái ông Võ Văn Hoang này. Mà ngay cả gì? Trần Hồng Hà phải không ạ? Là gì? Bộ trưởng bộ à, à, môi trường đó. Đã lên tiếng năng nỉ các nhà khoa học đưa ra một cái gọi là kinh tế tuần hàng tức là bây giờ là chính những viên chức của cộng sản cũng không biết cái chính sách kinh tế là cái gì hả họ cũng không biết chính sách kinh tế dựa vào cái gì làm căn bản để phát triển kinh tế nông hải sản thì tôi đã phân tích trong máy bài trước rồi dầu khí khoáng mỏ tôi cũng đã phân tích rồi bây giờ chỉ còn lại cái thị trường lao động để mà kiếm ngoạn ngoại tệ thôi còn cái thị trường địa ốc hay chứng khoán chỉ là nội địa trong nước nó cũng chỉ là sự sang tay giữa các đại gia với nhau. Nó không có trực tiếp hỗ trợ cho đời sống người dân. Trực tiếp hỗ trợ cho đời sống người dân là việc làm. Mà bây giờ xuất khẩu lao động là một trong những cái thị trường chính trong cái xương sống kinh tế của Cộng sản. Thì quý vị, bây giờ coi như là toàn bộ nền kinh tế Việt Nam đang nằm trong một cái, tôi gọi là đang nằm trong một cái bắp bệt sau Tết. Chưa kể những biến động từ bên ngoài nó tác động tới thị trường Việt Nam. Nhưng những biến động đó gồm có à, những biến động đó gồm có những cái uh, tác động từ phía Trung Quốc, tác động từ cái uh, uh, xung đột có thể xảy ra tại Âu Châu, nó sẽ tác động trực tiếp tới cái thị trường việc làm của Việt Nam. Đặc biệt là nếu như quý vị nghĩ đi, nếu như chiến tranh bùng nổ tại khu vực ở Ukraine thì có nghĩa là lực lượng xuất khẩu qua bên Ukraine là chấm dứt. Rồi chưa kể những quốc gia lân cận như Slo uh, Slovakia, Ba Lan hay là Cộng hòa Czech cũng sẽ chấm dứt luôn. Trong lúc mà các cái khu vực này đang đối diện với cuộc chiến. Rồi cái vị, thị trường xuất khẩu lao động qua Trung Quốc thì còn chết nữa. Tại vì chính dân Trung Quốc còn không có việc làm. Rồi thị trường xuất khẩu lao động qua các quốc gia như Đài Loan, Nhật hay là Nam Hàn là ba cái quốc gia mà nhận xuất khẩu lao động nhiều từ Việt Nam đó quý vị thì họ lại e ngại cái vấn đề và bởi vì phía Hoa Kỳ đã giám sát rất chặt chẽ và cái vụ của Tân Cương cho thấy tình trạng mà bóc lột sức lao động rất là nhiều cho nên họ nhận là họ nhận ở những quốc gia có luật lệ rõ ràng và có một cái hệ thống tư pháp độc lập để xét xử các cái vụ mà gọi là bức hại lao động ở Việt Nam không có ở Việt Nam hoàn toàn nằm trong cái quyền của kẻ cai trị cho nên những quốc gia như là Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan có nhận lao động từ Việt Nam. Nhưng số lượng giới hạn so với những quốc gia khác là bởi vì họ rất e ngại vấn đề này. Họ vẫn e ngại vấn đề là phải đụng tới cái nạn buôn người của quốc tế. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, công nhân Việt Nam tay nghề thấp hơn những công nhân mà tôi vừa nói ở Indonesia, ở Thái Lan hay ở Philippines. Và điều thứ ba, quan trọng nhất này quý vị. Điều thứ ba, là do cái văn hóa ở trong nước đã không bế tắc về giáo dục cho nên công nhân việt nam phạm tội nhiều hơn so với công nhân của indonesia của philippines và của thái lan làm việc tại đài loan hay làm việc ở tại uh, nhật bản là bởi vì những công những quốc gia này họ có cái nền tư pháp và cái giáo dục của họ tương đối tốt cho nên người công nhân đi xuất khẩu lao động ở những quốc gia này họ ý thức được trong khi công nhân việt nam thì là qua những xứ sở khác, làm việc là không biết luật lệ, dễ dàng phạm pháp và có những cái hành động gọi là thông minh vặt, ăn cắp vặt vân vân đó, nó đã gây ra một cái hình ảnh tệ hại cho nên cái lực lượng lao động lại bị giới hạn. Mặc dù có tăng so với năm ngoái, nhưng mà so với mặt bằng chung của khu vực Á Châu thì giới lao động của Cộng sản Việt Nam là bị giới hạn rất nhiều so với lại của Indonesia, của Philippines và của Thái Lan. Quý vị giờ phút này là gần như là cộng sản việt nam chỉ chủ lực nhờ vào cái cái mạng xuất khẩu xuất khẩu lao động thôi họ đang đi vận động các quốc gia trung đông ở dubai mà trong khi dubai bây giờ quý vị họ cũng đang đối diện với một số những cái vấn đề cho nên chưa chắc rằng là cái thị trường lao động xuất khẩu nước ngoài sẽ là một cái viễn ảnh tốt cho người dân ở trong việt nam đặc biệt là sau cái biến cố 39 người chết ở anh quốc người ta đã phát hiện ra được cái đường dây buôn người tôi gọi là đường dây buôn người rất rộng lớn từ phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam do đó tất cả những cái gì mà dính liếu tới Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đều bị các quốc gia cẩn thận tại vì họ biết được cái tình trạng tham nhũng tiêu cực ngay trong Bộ Ngoại giao nó đã gây ra những cái thảm cảnh cho những công nhân lao động ở nước ngoài khi mà họ tỏa hiệp với những cái công ty ở trong nước và đi tìm những cái công ty được xem là bất chính ở những quốc gia khác để là đưa công nhân qua làm việc những công ty bất chánh tức là những cái kẻ mà làm ăn thiếu lương thiện ở những quốc gia như Đài Loan, Nhật Bản và ở Nam Hàn vẫn có. Và những kẻ này cấu kết với những công ty môi giới người. Thì cuối cùng quý vị, họ mở cánh cửa cho những mượn danh nghĩa của công xưởng để đưa những công nhân này qua làm những nghề khác bất hợp pháp trên lãnh thổ của họ của các quốc gia này. Chính vì vậy nó đang bị soi đèn và người ở trong Việt Nam bây giờ phải đối diện với lại một cái hậu quả rất khó khăn vé xuất khẩu lao động xe tay và tình trạng việc làm trong nước không có đó là cái hiện trạng sau tết năm 2022 và đây chính là một trong những cái bế tắc cộng sản việt nam đã không có một phương pháp giải quyết và do đó quý vị sẽ phải đối diện với một cái hậu quả rất là thê thảm trong cuộc sống trong cái năm 2022 nhiều thách thức hơn Ok quý vị, đó là cái chương trình đặc biệt của tuần này liên quan tới tình trạng xuất khẩu lao động ở Việt Nam. Và trong đó tôi có cái nhận định là nó sẽ làm cho quý vị tốn kém nhiều hơn và chưa chắc đi được. Và cuối cùng dù có đi được thì gồng lưng trả nợ. Thì cuối cùng 3 năm làm việc ở nước ngoài cũng không trả dứt nợ mà còn đeo thêm nợ nữa. Giữa lúc mà tình trạng việc làm tại Việt Nam lại không có. Đây là cái hiện trạng mà quý vị sẽ phải đối diện ở tại Việt Nam nhất là giới bình dân. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt của tuần này. Mong quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.